dậy rồi á. Nó con hay lấy sẵn ăn á. Sẵn á, con đòi á. Lên giống như là cái xe đấy. Dạ là dạ. Đồ con vịt đói lắm rồi con ạ. Đi lấy cái nhóm mà trái cái kia đi. Con đi hổ mẹ cho con vịt ăn lắm. Mẹ đau bụng lắm. Đi đó, đi mẹ thử đi á, đi không? Đi đeo dép à? Thank you.
ăn đi con. Giờ ra bạn nhé. Con đi nghiêm túc nè. Con muốn đi đá kia. Đi ở đây thôi. Đây đây đây. Con muốn đi đá. Ở chỗ kia nắng lắm con ạ. Nào nói nghe lời nhá. Thank you.
Thank you.
con ơi. Con à.
lốt lá gì như đúng mình. Nó mặc mày nó hay. Nên dùng gì điều chi á? Ba lùng ai cha tia xin mà cứ vâng. Thôi ăn chuẩn bị phun ngon.
nhờ một tí. Gọi điện cho bác sĩ về khám cho chị một tí, chị đau bụng quá. Có điện thoại không? Có. Thế gọi hộ chị ơi. Alo. Có một chị ở nhà em đang đau bụng. Vâng. Ngồi đấy đợi bác sĩ tí về. Cảm ơn nhé. Vâng. Bụng thế nào sao đến tháng đẻ ra? Đến tháng rồi hôm nay tự nhiên đau bụng quá. Thế để nằm xuống để chị khám thế nào. Ở trong này nè. Bác khám. Này không sao đâu, chắc nó đau là sắp đến ngày sinh rồi đấy. Em bé rất khỏe nhá, rất đạp ầm ầm. Chắc hôm nay đi dốc quá bị đau. Thế em bé khỏe lắm nhá. Em rồi nhá. Thế em ngồi dậy để chị khám cho Linh nào. Này của bác sĩ à con ạ. Nó chuẩn bị đến ngày sinh rồi. Cái đấy của bác nhá, tí nữa đưa cho mẹ uống nhá. Đưa cho mẹ nhá, đây là viên sắt uống bổ máu nhá. Em cứ uống đều đều mỗi ngày viên. Cái này uống đều mỗi ngày một viên để cho nó có sức mai đi để bổ máu không bị mất máu nhiều. Cái nước của em ở đâu để chị lấy cho uống? Không bên luôn. Kia, bên chú. Để mẹ bóc cho con một viên. Đây, nước đây em uống luôn một viên đi. Ok. Luôn một viên đi. Con Nam à?
Con vào nắp vào xong để cho mẹ nhá. Con không uống được đâu nhá. Cái này của người lớn nhá. Để... Con chỉ nghịch thôi. Ừ, nghịch thôi không uống được nhá. Đấy, con bỏ thuốc vào trong này cho mẹ đi. Con không uống được đâu nhá. À, đừng cho trẻ em nhìn nhìn nhá. À, con cất đi con. Cất đi. Thấy con nắp à? Nắp vào đi. Thuốc của em là hết 100.000 nhá. Hai mẹ con khác ở một mình thế? Khác ở, mẹ em không đủ tiền rồi. Thế có bao nhiêu? Có mỗi 30.000. Thế thôi, chị không lấy nữa, tặng cho em lọ thuốc này. Hai mẹ con không có tiền, nhưng không lấy. Thế em xin nhé. Thì à. Thế hai mẹ con khác ở thì bố của con đó? Bố chồng con em đó. Nó đi lấy vợ hai rồi. Đi lấy vợ hai á? Vâng. Thế đến ngày đẻ rồi mai đau bụng thì làm cái gì được? Không biết được. Thế thì hai, mỗi hai mẹ con nếu mà lúc nào đau nhiều thì đến bệnh viện hoặc gọi y tá thôn nhá. Vâng. Không là một mình sát đẻ ở đây à. Thế bác về nhá. Con cảm ơn bác ý. Con cảm ơn bác. Ừ, giỏi thế nhỉ. Thế bác về nhá. Con với mẹ ở nhà nhá. Chị về nhá, cảm ơn chị nhá. Ừ, về nhá. Mẹ mẹ cho mẹ nhá.